các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Mời các bạn nghe tiếp chương 24 Dễ Bèo Chân Sóng. Bước vào làng văn, tôi lầm tưởng chuyện viết văn diễn ra theo dạng truyền động đều. Tôi viết tiểu thuyết sắp cưới hơn 200 trang, chỉ mất ra nửa tháng. Thừa thắng sông lên, tôi viết tiếp chuyện vừa. Phá đám, 120 trang, cũng mất nó nửa tháng. Tôi viết tiếp một cuốn tiểu thuyết về thanh niên sung phong. Mất nửa tháng tôi mới viết xong chương đầu. Mà cái chương đầu ấy, tôi phải viết đi viết lại đến ba lần khác nhau. Tôi định viết tiếp lần thứ tư. Nhưng coi những trang viết ấy chỉ là trang bắt cầu. Để đến khi viết xong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ viết lại chương đầu. Một cán bộ thanh niên trốn khỏi nhà tù của địch về đến nơi cô bạn đóng cơ quan. Bà chủ nhà cho biết, cô bạn có người yêu đang bị giặc bắt nên trong cơ quan nhiều người đánh tiếng nhưng cô không nhận lời với ai, nhất quyết chờ người yêu về. Chương kết, chiến dịch thắng lợi, anh cán bộ thanh niên xung phong trở về thăm cô bạn đúng lúc gia đình cô bạn đang chuẩn bị đám cưới cho cô. Các cụ sợ con gái mình lấy một chàng nam Trinh Bắc chiến sớm hay muộn sẽ thành vợ liệt sĩ, nên đồng ý cho cô lấy một chàng trai làm việc trong cơ quan có gia đình ở nội thành. Hàng tháng, chàng trai đó vẫn nhận đều đều khoản tiếp tế của gia đình. Anh cán bộ thanh niên sung phong lặng lặng trở về đơn vị, chuẩn bị kế hoạch vượt sông Hồng, phục vụ chiến dịch mới. Lần này, tôi viết hết sức y ạch, cầm bút ngồi trước trang giấy trắng, tôi mới thương Phan Mai anh cùng ở báo tiền phong với mạc lân anh đang viết một tiểu thuyết về những ngày đầu tiên trong hòa bình anh em chúng tôi ngày nào cũng hỏi thăm anh xem anh đang viết đến đâu lần nào phan mai cũng trả lời gần hết chương một mở đầu một cuốn tiểu thuyết sao khó khăn thế viết báo ký tên phan mai mãi anh cũng chán anh viết xong một bài lại đào ngược họ tên mình thành mai phan cái bút danh mai phan xem ra lại có vẻ họ và tên trong giấy khai sinh. Thấy Mai Phan viết mãi vẫn luồn quần trong chương một, anh em bèn gọi anh là Lồ Mãi Phản. Tức là tiếng giao của ông Hoa Kiều đi bán xôi hấp với lạp xưởng Thấy Phan Mai viết y ạch đến thế, Mạc Lân sốt ruột quá, chờ lúc Phan Mai đi công tác vắng, anh bèn lèn vào buồng Phan Mai. Chỉ thấy trên bàn bừa bộn những trang giấy, chàng nào cũng viết chương 1 Đêm Đến trang cuối cùng, Phan Mai chỉ viết thêm một dòng Đêm Đêm tối như mực tàu Thời gian này các báo hay mời tôi đi họp Và câu lạc bộ hội nhà văn Thứ năm nào cũng họp Nên tôi tìm cách ở nhờ trên phố Giảm thời gian Mình on mình đơ trên đường Hồi ấy nhà ở Hà Nội không đến nỗi khó khăn Vất vả như sau này cánh con địa chủ ở quê ngoại, chạy ra Hà Nội, đến ở nhờ một nhà làm húng liều ở ngõ chợ Khâm Thiên để đi học tiếp cấp 3. Mỗi lần đến thăm các đồng hương, tôi chỉ bảo các cậu ấy, hồ ăn thịt, các cậu lại được ăn thịt ướp húng liều, cứ như vào cao lâu trên phố hàng buồm vậy. Thấy tôi chưa nào cũng đến ngủ nhờ, cụ giáo vĩnh bảo tôi, Vợ chồng thằng Điền nhà tôi đã dọn về đường thành rồi. Gia đình tôi còn một phòng trống để không. Anh cứ đến mà ở. Cụ là giáo viên cấp 1 ở Bắc Ninh. Lương giáo viên tiểu học thời Tây cao lắm. Khi về hưu, cụ mua được cái nhà ở ngõ Lý Thường Kiệt bây giờ. Vợ chồng Điền rời thủ đô đi kháng chiến. Cụ phải gọi một người cháu trong họ đến ở cho vui. Còn hai vợ chồng già rút lên một buồng ở tầng 2. Còn một buồng ở tầng 2 nữa, cụ gọi tôi đến ở cụ cho mượn cái bàn và cái ghế tựa để tôi ngồi viết tôi chỉ mang cái chiếu để nằm tất vinh cho một cái chăn chiên để đắp cầm chiếc chăn đã rụng cả tuyết tôi ngẩng đầu hỏi tất vinh thế ra ông cụ nhà cậu ngày xưa cũng nuôi ngựa à hòa thực cái thứ chăn chiên ấy ngày trước ông nội tôi thường dùng để phủ lên lưng ngựa trước khi đặt cái yên da lên cho khung yên không làm sầy lưng ngựa Buổi trưa tôi không phải đạp xe về chỗ vợ tôi ăn cơm nữa. Phùng quán dẫn tôi ra một Hotel de la Hiên, tức là hàng cơm đầu ghế ở phố Trần Nhân Tông bây giờ. Mỗi bữa ăn, chỉ hết ba hào. Cơm ăn đến kỳ no thì thôi. Nếu thấy thiếu, gọi thêm bao nhiêu cơm cũng được. Thức ăn thì thích món gì gọi món ấy. Cá rán, cá kho, thịt kho, thịt lợn luộc, thịt bò xào, rau muống luộc, rau muống xào, canh, cải, canh, dưa, rìu, cua. Mỗi bản, bà chủ lại đề sẵn một lọ muối vừng trộn lạc, một vịt nước mắm, một vịt ma Nói khí vô phép, các cụ đồ nghệ ngày xưa sống lại, đến ô để la hiên dùng cơm, không phải lôi cá gỗ ra. Các cụ chỉ việc vỗ tay xuống mặt bàn, gọi năm xu cơm, rồi cứ điềm nhiên lấy muối vừng, nước mắm, ma miễn phí mà ăn cũng đỡ mang tiếng là dân cá gỗ. Phùng quán bảo tôi Chúng ta đầu hàng giai cấp công nhân Là đầu hàng thật Chúng ta đi thực tế xuống chỗ công nhân sản xuất Chúng ta ngồi cùng bàn Cùng dãy ghế với thợ xây Thợ xẻ Dân xích lô ba gác ở ten de la Hiên này Còn các bố nhà ta Miệng nói đầu hàng giai cấp công nhân Nhưng mỗi lần có tiền Lại kéo nhau đi ăn trả cá lã vọng Cá bò lò nguyên sinh Vịt quay hoàng buồm nhờ đó tôi càng kiên định lập trường ngồi ăn cơm đầu ghế với dân lao động để vô sản hóa ngồi viết ở nhà cụ giáo vĩnh ăn cơm ở ô ten de la Hien. tôi dồn sức cho cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình tôi ngại về chỗ vợ tôi làm việc vì cứ phải chờ đúng đêm vợ tôi trực tôi liều lên chỗ phòng trực ngủ với vợ hôm viết phong bì thiếp cưới hai chúng tôi ngồi viết đến khuya vẫn chưa xong một ông ở phòng y tế thẳng thắn lên có ý kiến tôi phải xin phép viết cho xong đống phong bì rồi ôm tất cả đồ nghề về chỗ anh trai cô phong dạy học ngồi nhờ khi về quê tôi có phàn nàn với bố tôi là có một ông bạn của bố trước khi di cư vào nam nhường cho một căn buồng bao giờ đất nước thống nhất ông ấy ra chơi hà nội bố tôi trả tiền cũng được bố tôi qua chuyện cải cách ruộng đất ở quê ngoại, rất sợ liên quan đến những người bò đi theo Ngô Đình Diệm, nên dứt khoát từ chối. Nghe tôi rên gì về nỗi không có nhà, ông chỉ cười. Nhà thì nhà nước xã hội chủ nghĩa sẽ lo cho anh em chúng mày. Tao xem triển lãm rồi, nhà 5 tầng, xây theo kiểu Triều Tiên, nhà nước chia cho mỗi cán bộ một buồng, tha hồ ở. Chúng mày thích có cái lý lịch đẹp, lại muốn cả căn nhà của người đi nam Sao tham thế? Người ta lúc nào cũng chỉ được một cửa, chứ đi một lúc, hai cửa làm sao được? Tôi đành chịu thua ông cụ. Bố tôi là người tin chủ nghĩa xã hội đến mức mặc sắc bốn anh em tôi. Đi làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa thì đã có nhà nước xã hội chủ nghĩa lo. Làm việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu. Hàng hóa sau này tuôn ra như suối, vàng sau này chỉ để rát vào nhà sĩ. Thì cái hưởng theo nhu cầu của con cụ đây Dù sao vợ chồng chúng tôi còn sướng hơn nghiêu lang Chức nữ Hàng tuần mỗi phiên trực của vợ tôi Hai chúng tôi gặp nhau được một lần Không phải chờ đến tháng 7 Mùng 7 Ngâu ra mùng 3 ngâu vào Tôi luôn luôn trông chờ ai đó Cho ở nhờ góc bếp cũng được Hay một cái gara ô tô chưa sử dụng Cho hai vợ chồng mượn tạm tối thứ bảy Và cả ngày chủ nhật Là hạnh phúc nhất trần đời cụ giao vĩnh vốn tốt với tôi như thế bây giờ nghĩ lại cụ đã xè cửa xè nhà cho một thằng cha vơ chú váo chẳng một chút giây mơ dễ má họ hàng làng xóm mấy lần tôi định xin phép cụ được thuê căn buồng đó nhưng sợ đem chuyện tiền nong thư chuyện với cụ chẳng khác gì xúc phạm danh dự tôi phải làng sang chuyện khác đành chấp nhận cuộc sống vợ chồng thất tha thất thều như vậy bây giờ tôi mới hiểu các bà chị thông thạo việc đời khuyên nên lấy tiền nhuận bút tiểu thuyết sắp cưới, mua một cái nhà. Đêm đêm vợ chồng về tổ ấm, sống chung với nhau, có phải là sung sướng bao nhiêu? Sau này lúc đã dồn tiền mua được cái nhà lá mẹp, hai vợ chồng lại nghĩ đến những người có nhà rộng cho người ở nhờ, mới hú vía. Sau những trận bom Mỹ đánh phá Hà Nội, chính quyền địa phương thường vận động các nhà có diện tích quá rộng, hãy vì tình thương yêu giai cấp cho những người đang gặp khó khăn về nhà ở đến ở chung đầu tiên người khó khăn ấy chỉ đem theo quần áo và cắp chiếc chiếu để giải xuống sàn ngủ nhờ vài hôm sau anh ta đem chiếc nồi cái dô bát và cái bếp dầu đến bày trong góc nhà hai vợ chồng khiêng chiếc giường đôi về nghiễm nhiên chiếm không nửa gian nhà lại đến lúc hai vợ chồng anh ta có con lại đến lúc hai vợ chồng anh ta có con thế là son quấy bột bô men giá nôi phích nước nóng xe lục lăng sau bánh bếp dầu to bếp dầu nhỏ chai nước nguội lọ đường lọ ruốc chậu tắm chậu rửa răng ra khắp gian nhà cứ như quân đội sài gòn thời ra beo chỗ nào có cửa ba que là chỗ ấy họ xí phần đến khi con cái mình lớn cần có phòng riêng cho các cháu học tập người có quyền sở hữu căn nhà muốn mời vợ chồng anh ta đi thì vợ chồng anh ta phát huy tinh thần làm chủ tập thể, như người ở nhờ nhà các ông bạn tốt bụng của tôi, bắt đầu giờ trò lý sự cồn ra, đòi chủ nhà phải tìm nhà cho vợ chồng họ. Ông bạn tôi vốn là nhà thơ hài hước, đã phải nghiến răng nộp cho người cùng giai cấp 250 triệu đồng, vợ chồng ông ta mới chịu đi cho. Chúng tôi lúc ấy không có nhà, chỉ khổ trước mắt, đến ông sư suốt đời không có vợ, cũng chăng lắm sao Nhưng nếu dồn tiền nhuận bút mua nhà Thì hồi ấy vợ chồng tôi vốn nhẹ dạ cả tin Dước các loại của nợ ấy về Để đến khi nó lại lôi mình ra hầu tòa về tội Vi phạm nhân quyền Dám đòi lại nhà một công dân xã hội chủ nghĩa Hỡi ơi Cái thời buổi chụp giật như thế Những người vốn có máu thương người Cũng phải tiết kiệm tình thương Các cụ thường dạy Thương cái xương chẳng con Tuy đã có nhà ngồi viết yên ổn rồi, thỉnh thoảng Trung Anh lại rủ tôi sang hồ vặt, về vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hai thằng chỉ có một cái xe đạp, chiếc xe 700C, Mark Sterling, một thằng ngồi nghiêng trên gióng, dọc, một thằng ngồi trên yên, ba lô quần áo buộc trên giá đèo hàng. Anh em chúng tôi cứ thay phiên đèo nhau, hết thôn này đến thôn khác. Một hôm, bà chủ nhà mời chúng tôi ăn một bữa cơm, hai bát, bốn đĩa, thấy tôi ngạc nhiên về cuộc đón tiếp khá linh đình như thế bà chủ nhà cười hôm nay dằm tháng bảy xá tội vong nhân mời hai anh xơi bữa cơm dưa muối với gia đình tự dưng tôi giật mình giang hồ ta cứ giang hồ mãi nghe tiếng cơm sôi lại nhớ nhà bữa cơm dưa muối làm tôi chợt nhớ hôm nay đúng ngày dằm tháng bảy Mãi giang hồ tôi quên mất ngày kỷ niệm của gia đình. Năm 1951, tôi ở vùng địch tạm chiếm ra đến Hải Nhân, tình cờ gặp Phong đúng hôm rằm tháng 7. Cụ dần làm bữa cơm thật xôm trò làm lễ xá tội vong nhân. Từ đó, kể cả lúc hai chúng tôi chưa lấy nhau, cứ đến ngày rằm tháng 7, Phong lại khéo léo tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ, kỷ niệm buổi gặp gỡ ban đầu. Hôm nay, chắc Phong đang mỏi mắt chờ tôi bên mâm cỗ nguội lạnh ai bảo dại dột đi lấy một thằng mang máu giang hồ giòn chân đi không biết mỏi đêm hôm ấy trăng mảnh sân hàng cau ven sân cây bưởi ngoài vườn hiện mờ mờ trước mắt tôi trông giống như bức tranh được vẽ trên nền lụa bạch cái đêm đầu tiên tôi gặp cô bé phong trăng cũng sáng như thế này tôi đi ra vườn một lũ trẻ con trèo lên cành la cây bưởi vừa hát vừa bứt quả bưởi Bỗng một thằng bé con buông tay khỏi cành bưởi rồi nhảy xuống vai tôi. Hai chân quặp chặt lấy cổ, chặt đến gần nghẹn thở. Tôi bừng mắt tỉnh dậy. Thần đất báo mộng, chuyến này vợ tôi sẽ đẻ con trai. Dù chưa được nhìn thấy mặt con, nhưng ngay lúc ấy tôi đã nghĩ đến chuyện đặt tên con. Từ ngày xa trường, tôi vẫn nhớ thằng Phùng Công Tùng, thằng bạn học đẹp trai tươi tắn, Thằng hậu vệ bắt vô lê pha bóng lên đến tận giữa sân. Sau khi đọc Thủy Hử, tôi thích nhất Vũ Tùng, người anh hùng đấm chết hồ trên núi Cảnh Dương. Còn tôi sẽ đẹp trai và chơi bóng giỏi như Phùng Công Tùng, và khi bước vào đời, nó cũng dũng cảm đấu tranh với bất công như Vũ Tùng trong Thủy Hử vậy. Sáng hôm sau, tôi đạp xe về Hà Nội. Đúng là đêm rằm tháng 7, vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Bây giờ, bốn bà có con đã được phân một căn buồng 24 mét vuông. Mỗi góc nhà một giường, gầm giường chứa những thứ không đặt được lên giường. Thùng gạo, nồi, son, cái thau đựng cho, đặt kiềng, bó củi. Lúc đầu tôi trông cũng khó coi. Dần dần ở lâu cũng thành quen. Đêm đêm, cứ 9 giờ là tắt đèn. Vợ chồng nào có chuyện gì cần tâm sự thì cứ thì thả thì thầm như cánh phe vé ở chợ hôm. Còn nhà nào chót bĩnh ra thì bố mẹ cứ làm mỏ, không được bật đèn, ba giường khác trong phòng sẽ lộ thiên cơ. Giường nào giường ấy phải len mộng cho chặt, phải kê cho chắc, dắt giường không để lộ tiếng cót két làm ảnh hưởng đến các giường trong buồng. Khổ đến mấy thì khổ, nhưng so với thời vợ ngủ một nơi, chồng ngủ một nơi, Nhằm nhằm chờ ngày trực của vợ mới về ngủ chung thì cái thời 12 người một buồng, 8 người lớn và bốn đứa trẻ con kể cũng đã là sướng bằng chị dậu trong tắt đèn và anh pha trong bước đường cùng. Bạn bè đến thăm vợ tôi mới sinh cháu, tôi ngượng đến đỏ cả mặt khi phải trình diễn cái sự nhếch nhác xã hội chủ nghĩa của gia đình mình. Khi cháu Vũ Tùng được tròn một tháng tuổi, vợ chồng tôi mời bạn bè đến căn buồng bốn hộ làm lễ cúng mộ cho cháu một cậu bạn của em trai tôi dài chiếu ra hè rồi đề nghị vợ tôi bế cháu Tùng ra đặt xuống chiếu. Dục tôi mang cuốn sắp cưới ra đặt cạnh cháu Vũ Tùng. Cậu ta dương máy điều chỉnh cự ly tốc độ rồi bấm máy. Thời đó Máy ảnh còn là mặt hàng xa xỉ của cán bộ nhà nước. Ngày cúng mụ của cháu Vũ Tùng được các chú đến chụp ảnh, được coi là sang trọng hơn người. Tôi gửi tấm ảnh đứa con đầu lòng nằm cạnh cuốn tiểu thuyết đầu tay về quê biếu ông bà, nhưng có biết đâu, lúc ấy gió đã bắt đầu trời chiều, những đám mây đen đang nhú lên khỏi đường chân trời, báo hiệu cơn bão sắp đến. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến chương 24, cũng là chương cuối của hồi ký dễ bèo chân sóng của vũ bão hẹn gặp lại các bạn một ngày gần đây với tiểu thuyết sắp cưới của nhà văn nói về một cái thời kỳ điêu linh đó là thời kỳ cải cách ruộng đất xin chào và hẹn gặp lại các bạn